Vâng, xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Hôm nay thì Quang sẽ tổng hợp lại các cái bước mà mình có thể luyện hót cho cái con chim họa mi mà sau này mình có thể cầm vào lồng nó vẫn hót. Thì như một Quang nhớ đã có một cái lần Quang đã làm cái clip là gì, hàng ngày chúng ta luyện hót cho con họa mi ấy. Hàng ngày chúng ta luyện hót cho con họa mi của chúng ta ấy, thì chúng ta dùng cái con mái này và chúng ta sẽ kích thích nó hót. Đó, và chúng ta kèm với cả chúng ta phải gọi mồm. Vâng, và cứ như thế hàng ngày, và sau khi mà con chim nó say hót ấy, nó đang say, nó lắc lư nó hót ấy, thì chúng ta sẽ tiến dần vào mấy con chim. Và để đến cái mức độ mà sau này chúng ta sẽ chạm tay vào lồng mà chim nó vẫn cứ mải mê nó hót ấy. Đó, thì chúng ta đã làm một cái bước gần như là thành công. Vâng. Và cái con mái là cái công cụ hỗ trợ chúng ta để cho con chim nó phấn khích lên. Thì lúc đó nó đang mải búng cánh rồi nó mải lắc lư nó hót ấy, thì chúng ta sẽ tiến dần rồi chúng ta sẽ làm những cái động tác, chúng ta chạm tay vào lồng. Ví dụ như chẳng hạn như chúng ta sẽ động tay vào cái gánh lồng mà sau này chúng ta cầm như này. Đó. Tốc 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 tốc. Và nó thành cái thói quen. Và các bạn nên nhớ là chỉ khi chim nó say hót thì chúng ta mới tiến lại gần thôi nhé. Đó. Chỉ các bạn nhớ là gì, khi nào mà chim nó say hót, nó đang lắc lư giật cù nó hót ấy, thì chúng ta sẽ tiến gần và chúng ta làm các cái động tác đấy hàng ngày. Rất là đơn giản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như hàng ngày mà chúng ta treo con chim ra nó hót ấy, mà chúng ta kích mái rồi chúng ta chả làm một cái động tác gì ấy, thì con chim nó sẽ không biết chủ nó là ai cả. Đó, và rất là đơn giản. Khi mà Quang phát hiện ra là gì, những cái giọng gọi của những cái người mà đi trước cái trước thế hệ Quang mà chơi chim trọi chim đánh ấy, thì họ ra cửa hàng chim họ cứ gọi tóc 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 ọc 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 ọc, họ gọi thế là để gì, họ chọn chim đó. Và về sau này Quang mới biết được rằng là gì, khi mà gọi như thế thì con chim họa mi nó rất là dễ lắc lư nó hót, rồi nó gật gù nó hót đó. Thì sao, thì khi mà mình gọi như thế nó nhiều lần thành cái thói quen ấy, thì con chim nó sẽ quen với cả mình. Quang nhớ không nhầm rằng là chỉ vài ngày trước đây ấy, có một cái lời nhận xét rất là không có học, là gì bảo là cái gì con chim mà kích thích gọi gọi mồm ấy nhất chưa hót cái gì. Thực tế ra là bạn ấy chưa hiểu biết một cái gì về cái con họa mi cả. Mình nuôi con họa mi ấy, thì cái gọi mồm này nó rất là quan trọng đó. Các bạn nên nhớ là như thế. Chúng ta gọi như thế thường xuyên hàng ngày thì sau này con chim nó sẽ bắt được mặt chúng ta và nó bắt được cái giọng của chúng ta. Thực sự là Quang nói thật với các bạn ấy, là để gọi phải mỏi cả mồm đấy. Đấy, ngày nào cũng gọi thì nó thành cái thói quen thôi. Lúc đầu thì chúng ta chưa quen rồi dần dần nó quen thôi. Và cái bước mà Quang hướng dẫn cho các bạn là gì, cái từng cái bước một là đấy, khi mà chúng ta đã luyện hót được thành công ở cái giai đoạn đặt đất như này rồi thì chúng ta sẽ luyện ở cái giai đoạn treo. Thì cái con mái là cái hỗ trợ mà khi con chim nó say hót ấy, thì con mái là cái con mà nó là cái công cụ hỗ trợ để chúng ta chạm tay vào lồng đấy. Khi con chim nó say sưa nó lắc lư nó hót tóc 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 tóc, và chúng ta luyện hót hàng ngày như thế, nhiều lần như thế, chúng ta động tay vào cái gánh lồng này nó vẫn hót này, thì dần dần chúng ta sẽ lưng nhẹ cái lồng lên. Tóc 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 tóc. Và các bạn nên nhớ là khi chúng ta gọi mồm như thế thì sẽ làm cho con chim nó tự tin nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thực tế ra thì Quang đã có người đặt tên cho cái con chim này là khi Quang mang ra dãi biển ở ngoài cội ấy, ngoài giàn ấy, có một bạn ấy đặt tên cho là con ba chân. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nó đứng nó hót ấy thì cái đuôi nó chạm vào cầu. Đó. Và Quang đặt tên cho là ba chân. Các bạn có tin không? Đây là một cái con mi bổi mà Quang nuôi chỉ có gần 4 tháng thôi. Thế còn bạn nào tin thì tin, còn nếu không ấy thì thật sự với các bạn, đây là cái con chim này nó có nguồn gốc của nó. Và đã là vỡ gạch cho bạn Tình ở Nam Định này, rồi thì một anh ở câu lạc bộ này. Đấy, rồi chỉ vì một cái câu nói là của một anh không nói đâu xa, chính là anh lick Facebook là Hoàng Tuấn Kha. Và anh ấy bảo là cái anh kia là bụt của chủ nhà là không thiêng, tức là đại loại là mua cái con chim này của Quang là gần nhà là không thiêng, để vì mua ở tận đâu đâu ấy. Thì vì cái câu nói đấy thì Quang cũng quyết định giữ lại cái con chim này để Quang khẳng định cái sản phẩm cám loại 2 của Quang để mình nuôi thử nghiệm.
để xem chim nó ăn nó ổn định với cái sức hót, nó có nóng ở trong người hay không và nó đấu hót như nào đó. Và Quang đã quyết tâm nuôi cái con này, luyện hót hàng ngày, và đến bây giờ thưa với các bạn rằng là chỉ có gần 4 tháng trời Quang đã cầm được tay và nó đã hót. Tất nhiên là mới bước đầu thôi các bạn nhé. Vì sao? Bởi vì Quang cầm vào tay nó hót hay là có cái con mái này nó hỗ trợ. Thế còn sau này khi dần dần nó quen rồi, mình tách dần con mái ra ấy, thì mới cầm vào lồng như này và không cần mái thì nó vẫn hót, nhưng mà phải luyện, luyện thường xuyên hàng ngày nhé. Đấy, các bạn nên nhớ rằng là cái gọi mồm này, rồi thì cái khi mà con chim nó quen cái giọng của mình rồi ấy, thì rất là quan trọng, ngày nào cũng như ngày nào, một ngày hai lần, nói thật với các bạn là mồm mới được đạt được cái thành tích như này. Đấy. Thế còn cái mà để mà mình nuôi được cái con chim mà nó nhanh thuần, mà nó nhanh đứng như này này, thì đòi hỏi ấy, thưa với các bạn là gì? Cái con chim nó không phải là con chim già rừng lắm, nó là con chim bánh tẻ thôi là một. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cái chân ấy, cái bàn chân của nó ngắn thôi. Tức là gì? Từ cái bắt đầu từ cái khỉu chân của nó đến cái đầu gối của nó phải ngắn chút thôi, thì nó rất là nhanh thuần. Đấy. Với cái thứ hai nữa, cái quan trọng đấy là cái con chim ấy là nó là đầu tròn, kể cả nó có chút phạt ở phía dưới kia đấy, nhưng mà cái phần đỉnh đầu nó phải tròn tròn như cái hình quả táo ấy, thì là con chim nó lành, nó rất là dễ chơi đấy. Thế còn thực tế ra ấy, nếu như mà đưa sơ quang phải những con chim mà nó đã từng đâm mặt phương đầu rồi ấy, hoặc là những con chim phương đầu thì rất là khó thuần, hoặc là những con chim chân dài hở gối thì rất là khó có thể làm được cái điều này, thì Quang phải đính chính với các bạn là như thế. Thế còn để mà chọn được con chim hót chơi, để mà đạt được cái điều này thì nó phải có tiêu chí nhất định của nó. Chứ còn bây giờ mà bảo là đưa cái con mà nó dạng kiểu đầu xà mắt méo, rồi thì chim già rừng, rồi thì lại còn cái chân của nó lại còn chân dài nữa, lại còn hở cái đầu gối ra nữa, thì nó thật sự với các bạn nó không bao giờ thuần được hóa nó được như này, rất khó luôn. Đấy. Thế còn để mà thuần hóa được những con chim mà hót đơn giản là con chim hót bình thường ấy, thì nó mặt nó hiền hiền thôi, nó lành lành thôi, thì nó rất là dễ thuần. Đấy, thì cái góc độ chọn chim để chơi như này thì Quang cũng đã có một số các cái clip Quang hướng dẫn cho mọi người rồi. Còn cái quay trở lại cái clip này hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà các bạn mà đã có cái con chim mà nó tương đối thuần rồi, các bạn luyện hót hàng ngày ấy, các bạn luyện hót hàng ngày nhé, các bạn nên nhớ là kiên trì luyện hót hàng ngày vào buổi sáng. Và các bạn xem rằng là, bởi vì như này này, mỗi một cái con chim ấy, nó thích có một cái file khác nhau, chứ không con nào giống con nào. Đấy. Có con thì nó thích cái giọng của họa mi, có con thì nó thích cái giọng của trời than trời lửa. Đấy. Có con thì nó thích cái giọng của thanh tước, có con thì giọng sơn ca. Đấy. Thì chúng ta lựa làm sao cái con họa mi của chúng ta ấy, nó thích cái giọng nào thì chúng ta luyện hót cho con họa mi của chúng ta ở cái giọng đó bằng cái file điện thoại như này. Và khi mà chim mà nó bắt đầu mà nó đến cái giai đoạn mà nó hót, nó say hót ấy, thì chúng ta sẽ chạm dần vào cái lồng đó, và sau này nó thành cái thói quen, thì khi mà không cần con mái nữa, nó vẫn hót ấy, thì chúng ta sẽ động vào lồng như này và chúng ta xách lên. Đấy, còn lúc đầu ấy mà chim nó vẫn còn có một cái gì e ngại thì chúng ta cứ cho nó nhìn thấy mái và như này này. Đấy, chúng ta sẽ xách lên như này và dần dần nó thành cái thói quen. Có thể một hai cái buổi đầu ấy nó hót hay không hót thì cứ kệ nó thôi, chúng ta cứ kiên trì, miễn là con chim nó đừng nhảy hoảng là được. Đó. Thì đây là cái cách luyện hót và cầm xách tay vào lồng của Quang nhé. Đấy. Thì Quang hướng dẫn cho các bạn là như thế. Và các bạn nên nhớ là chỉ khi cái con chim nó say hót thì chúng ta mới tiến lại gần. Nếu như chim của bạn mà vẫn còn hoảng sợ ấy, thì chúng ta bạn luyện hót thì chúng ta ngồi nó xa xa ra. Còn khi mà nó đã thuần hóa, nó quen dần với chúng ta ấy, thì khi mà chúng ta con chim nó mải mê nó hót thì chúng ta cứ động đầu tiên thì chúng ta động tay vào lồng này, hoặc là chúng ta có thể lúc đầu ấy, thì chúng ta có thể nếu mà chim nó chưa quen thì chúng ta cầm một cái cánh lồng như này và chúng ta sẽ lưng nhẹ lên để che cái phần áo lồng này, đừng để cho chim nó nhìn thấy tay của chúng ta, mà có thể là chỉ cho nhìn thấy cái con mái thôi. Đấy, ví dụ như thế chúng ta tạo cái cảm giác để cho con chim nó được xách lên. Ví dụ như chúng ta sẽ cầm vào cái móc lồng như này thôi, và chúng ta sẽ xách nhẹ nhàng nó lên như này, và cái phần này thì chim nó vẫn nhìn thấy mái. Đấy là với cái trường hợp mà chim của các bạn là nó chưa thực sự là với các bạn lắm, thì chúng ta sẽ tạo thế thành cái thói quen. Còn các bạn nên nhớ, các bạn tùy từng cái con chim của các bạn thay đổi các kiểu như làm sao, mà miễn là con chim của các bạn nó đừng nhảy là được nhé. Đấy.
làm thế nào mà chúng ta luyện hót ấy, đến cái lúc nó say hót là được. Đấy, thì đây là cái cách mà luyện luyện cho chim hót này, rồi thì là có thể sau này có thể sờ được vào lồng và xách lên để cho nó xách tay nó vẫn hót. Đấy thì Quang hướng dẫn các bạn là như thế. Đấy, thì Quang cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.